Ambulocetus còn gọi là cá voi đi bộ là một dạng cá voi cổ có thể đi lại cũng như bơi lội. Nó sinh sống trong thời kỳ tiền Elken, khoảng 50-49 đến 49 triệu năm trước. Nó là hóa thạch chuyển tiếp chỉ ra sự tiến hóa của cá voi từ động vật có vú sống trên mặt đất đã diễn ra như thế nào. Loài duy nhất đã biết của chi này có danh pháp A. Natans với Natans nghĩa là bơi lội. Với bề ngoài là con thú giống như con cá sấu dài khoảng 3 mét nó rõ ràng là sống kiểu lưỡng cư các chân trước của nó có ngón và các móng guốc nhỏ. Tuy nhiên, các chân sau của Ambulocytus là sự thích nghi rõ nét cho cuộc sống thủy sinh và bơi lội. Phân tích chức năng của bộ xương của nó chỉ ra rằng nó có thể đi lại có hiệu quả trên mặt đất, cũng như có thể bơi lội bằng cách đẩy các chân sau về phía sau và chuyển động nhấp nhô đuôi của nó, giống như dài cá ngày nay. Ambulocytus có một cái mõm dài, rộng và mạnh mẽ, và đôi mắt được đặt gần đỉnh đầu. Do những đặc điểm này, Người ta cho rằng nó đã hoạt động giống như một con cá sấu, chờ đợi gần mặt nước trong vùng nước nông và phục kích các loài động vật có vú lớn, sử dụng bộ hàm để kẹp chặt và dìm chết con mồi. Phân tích hóa học các răng của nó cho thấy nó có khả năng di chuyển giữa các vùng nước ngọt và mặn. Tai của loài cetacean hiện đại rất chuyên biệt để nghe dưới nước và phát hiện một số tần số nhất định và Ambulocetus dường như có chung một số đặc điểm này. Không rõ liệu nó có sử dụng chiếc tai chuyên dụng của mình để nghe dưới nước dẫn chuyển xương trên cạn hay sự thích nghi hoàn toàn không có chức năng ở các loài giáp xác ít thủy sinh hơn. Ambulocitus không có tai ngoài. Để phát hiện con mồi trên đất liền, chúng có thể có đầu hạ thấp hơn sát mặt đất để cảm nhận các dao động. Một số nhà khoa học cho rằng Ambulocitus là cá voi tiền sử, do nó chia sẻ những đặc trưng thích nghi với cuộc sống dưới nước với các loài cá voi. Ambulocytus có sự thích nghi ở mũi cho phép nó có thể nuốt dưới nước và các xương tai trong của nó có cấu trúc giống như ở cá voi, cho phép chúng nghe tốt dưới nước. Ngoài ra, các răng của nó cũng tương tự như ở cá voi. Nhưng hình dạng Ambulocytus rất khác cá voi, nó có một cơ thể hẹp, thuôn dài và các xương sườn nặng nề, có hình dáng kỳ lạ. Vì vậy, Ambulocytus được cho là có hình dạng giống như một con rái cá sông hiện đại. Nhịp đập luân phiên của các chi sau trong khi giữ cho các chi trước nằm gọn trong hầu hết lực đẩy của nó, cũng như phần thân và đuôi nhấp nhô. Còn trên cạn, Ambulocitus có thể đã đi bộ giống như một con sư tử biển. Nó có thể có bàn chân có màng và không có sán đuôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích hãy cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.